Mà làm hết bình dương xin chào tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị nha. Thì sáng nay là có chị Hương, chị Bích nè, hai chị là đến đầu tiên luôn đó. Rồi sáng nay là có sự góp mặt của bé chó với bé mèo nữa. Thì bây giờ mà làm hết mời tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị chúng ta cùng vào mộ của chú Du Linh để cúng cho chú buổi sáng nay nha. Hôm nay anh Ngọc áo đỏ ha. Sao con? Đây trong đây luôn chị. Trên đó đó. Ờ ngay trên cái. Lấy khăn hả chị? Dạ. Màu đỏ ha. À, màu đỏ đi. Màu đỏ màu tím, bữa nay màu tím cũng được. Bữa nay bông đỏ màu hai bông đỏ màu đỏ đi. Dạ. Okay. Bông đỏ màu đỏ đi ha. Để em lấy cái tô, cái tô cho chú. Để em lấy cái muỗng. Dạ đúng rồi. Rồi chị bỏ lên em nha. Bữa nay rằm có bớt mà anh. Trời. Ủa? Trà tắt đâu? Đâu? Phải không? Bên vô rồi. À, để đâu? 10 cái 10. Để trong phòng. Nè, đưa phải sửa. Rồi, ok. Gì con? Ủa ai đem vô anh? À trời, để dưới hả hàng gì? Cái này giờ mình đổ mỗi bịch ra một tô đúng không ta? Tiên ơi, này là đổ ra tô đúng không? Đúng rồi, đổ ra cái tô. Bữa nay cho chú ăn món lạ nha. Kiểm dạ. Dạ kêu gì chị? Muỗng đó đúng không? Đũa đúng không? Có kìa. Chén em lấy chén đi. Em lấy tô mà. Em lấy tô rồi. Sao làm tô cho chú? Tô cho chú đi. Để lỡ đem ra. Cái này phải cắt múc. Cái này chắc để vô cái dĩa riêng á chị ha. Mình để vậy nè. Cái nào? Đúng không? Cái nào? Chỉ có cho chú thì mình gấp ra. Lấy cái dĩa. Cái tô á, đúng rồi, cái bún thì để vô dĩa đúng không? Ừ. Để vô dĩa riêng đây nè. Hay của ta vậy, suy nghĩ cũng ra luôn á. Bữa nay em có siêu mẫu không ta? Siêu mẫu bữa nay em mất tiêu rồi. Hôm qua buổi chiều á, cái em đặt cái tiêu đề gì có cảm giác lạ, cái bà vô bà comment sao biết không? Bà nói tải thiếu siêu mẫu. Nên em có cảm giác. Thiếu hiếu hả? Bà không lên mà bà còn nói gì nữa. Mà hôm nay bà làm ca đêm và ca ngày ta. Trời ơi, 2 giờ bả ra rồi mà chắc bả mệt nên bả hôm nay chị ơi, hả bịch nữa đưa đây đổ đó luôn hả? Rồi.
Đổ hết luôn hả? Không, này giờ chắc anh đổ bớt nước qua bốn cái này. Nước. Này là cho đủ chú thôi. Bớt nước. Anh sao chừa còn đủ chú đó. Không. Cái tô này ít vậy ta? Tô này ít nè. Cái dĩa này chắc nhỏ có dĩa lượng chứ. Cái món này đặc biệt là không có rau đúng không? Kiểm mà, kiểm đâu có rau. Bây giờ vậy chị cái này cái kia, cái này cái kia. Đó mình xen kẽ rồi đó. Cho nó đẹp. Bữa nay làm ăn kiểm đi chú ơi. Làm ăn kiểm mà ông hay bắt cái đúng luôn á. Cái kiểm cắt luôn đó. Bỏ hai hộp đó nha. Rồi cái bún này mình để vô đổ luôn. La sạch chưa? Rồi bây giờ mình để một cái này cái kia. Như này. Đó. Đúng rồi đó chị. Nước mắm mình để trên đây nè, đó cho nó dằn xuống luôn. Mắm này chắc chế nha, cái chén rồi. Rau mịch nữa còn. Ủa, sao hiếu bịch ta? Rõ ràng là đủ mà sao giờ hiếu? Rõ ràng bắt được đúng không? Dưới cái to rồi. Dưới cái tô hả? Rồi đem bao xuống chị. Dưới cái tô mình để bên đó là chị. Rồi. Dưới cái tô thì dĩ nhiên là dư một cái muỗng. Bông để em cắm chà. Bây giờ mình kiếm một cái đây, cái chiếc đũa hay một cái cây dây ngắn vậy đó. Biến chim chị. Thằng mình cột cái chân vô. Cái mình cắm xuống nó không, tại vì cái chân này nó ngắn á. Mình y giờ mình nói thêm cái chân cho nó. Để em thử. Bình nào? Cái bình miệng này đi. Để thử chú đi chị. Để em thử. Cái này còn đâu qua con ngọc mày đứng chỗ nào có chỗ thôi đi. À đúng rồi đó, chiếc đũa nãy. Nha, đũa à. Cầm đây. Dạ. Ai trời? Sao vậy? Sao anh nghe nó đi sớm nhất mà? Đâu có cái gì mà giấu được em thôi. Cái này giống gì cái mấy ngã xuống rồi. Khoan, để đi em. Anh biết cách rồi. Bây giờ cho nó xoay vòng trước đi. Rồi mình cột một cái cây màu sao. Nãy lụng miếng nè. Thôi, để đi. Vậy nó phà ra gì nó mới đẹp. Nặng quá trời nặng rồi. Chị chậm rồi nè. Nặng quá trời nặng rồi. Để em coi coi, để em làm sao cho nó cố định mà nó xè ra nhìn nó mới đẹp. Anh ở ngoài kia đúng không? Anh đi công chuyện, đi công tác á. Mình cắm hai vậy hả? 25? Đúng rồi. Anh đi công tác ở đâu? Đó. Anh đi công tác ở mộ. Thằng đó, mình đó lại đây khi hoành ra thì thấy đã dọn lên rồi. Rồi hai vậy cũng được rồi. Ai chỗ bông này bưng ra ngoài chứ? Nó đơn giản là như vậy thôi. Lao cái chậu đó mà đến bàn thờ. Bây giờ chị lấy em miếng giấy, chị lao cái đích đó. Đúng rồi, lao cái đích. Bên đây còn miếng bụi nè. Rồi giờ mình mang lên ha. Bên đây hoa lan đỏ nè.
cái điện thoại này nguy hiểm quá. Cái điện thoại chị, cẩn thận cái điện thoại. Phòng sau móc rành nhưng không mà. Rồi xây 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 lại tí xíu cho hai cái bự nằm ngang. Rồi rồi rồi, cái dĩa ra luôn, cái dĩa không. Quá đẹp. Ngọn bình thật ra. Đó. Cái kia sắp bưng ra luôn. Con đây à. Gì con? Đây à. Máy rồi. Chó ơi. Chó học lớp mấy rồi hả? Được chị. Để em coi coi còn thiếu gì không. Thiếu trà gì vậy ơi? Không. Bà mà vô lấy xuống giấy cho cô hoa cô bên nào. Không. Đi nè. Chuột. Chó mà. Ê, chó, chó với mèo con nào bắt chuột được. Chó á. Con nào? Con chó hay con mèo? À, bà con cô chú thấy đẹp mùi cô chú. Đó, cái không đẹp nhưng mà lạ nha. Cái nào? Nghĩa là mình hai mình không cấm đứng mình cấm chè nha cô chú. Đúng rồi. Đúng là đẹp mà. Lạ. Cậu thích cái đẹp mà. Cậu thích cái đẹp. Thích cái đẹp. Cái hoa lan này nha. Rất là đẹp của cô chú. Bởi vì hôm nay em chọn hoa lan tại vì em biết cái chỗ này bán hoa lan rất là rẻ mà đẹp. Hết mua cái bông này đẹp ghê luôn á. Khi nào mua tại vườn không Lâm? Dạ. Khi nào mua tại vườn không mà rẻ mà đẹp. Thì cái này người ta bán tại vườn á ta. Ồ vậy là mua tại vườn rồi. Chỗ người ta tự bán. Dễ dễ đúng không? Sang tay á là chợ bánh tét á chị. Trong chợ, trong chợ. Sang tay là có giấy phép. Ở trong vườn á. Cái người ta cắt ra người ta bán. Ê, đốt giùm anh cái ngọn đèn này đi. Có quẹt anh không? Bữa nay là ngày 26 đúng không ta? Ngày 26. Ngày 6 14 ngày rằm rồi. Bữa nay khai trương luôn á nha. Khai trương đôi dép mới nè. À, đôi dép mới 80 ngàn đẹp chưa? Ừ, khai trương đôi dép mới. Mẹ điện kìa. Mẹ em hả? Ừ, cái chữ mẹ kìa. Dép 35 ngàn. 35 ngàn, dép đôi 5 ngày của Hiên Ngọc rồi còn chưa? Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 10, năm Quý Mão. Con là Nguyễn Văn Tý, chủ kênh YouTube Mà Làm Mết Bình Dương, trình với các chư vị thổ thần thổ mộ đất đai chiến sĩ Nhân Trạch và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ông Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thay mặt cho một vị khán giả ẩn danh cúng cho chú Vũ Linh một cái mâm cúng chay gồm có là 5 món kiểm, 5 món đuôi xào, 10 ly trà tắc, 1 ly cà phê sữa, trà rồng nhỏ, 2 trái bưởi, hoa phong lan. Thì con mời chú Vũ Linh cũng như là tất cả các chư vị, tất cả các hương linh về dùng. Mong rằng tất cả các chư vị phù hộ độ trì cho chú Vũ Linh sớm vãng sanh về với cõi Phật, cũng như là phù hộ độ trì cho vị khán giả gửi cúng mâm cúng chay ngày hôm nay luôn được dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Sao con? Sao sáng hai đứa khóc rồi? Mèo cắn chuột.
Rồi bây giờ 15 mét xin phép là cập nhật cái mâm cúng ngày hôm nay cho tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị cùng xem ha. Một cái mâm cúng đơn sơ thì, nhưng mà cái món này là cái món đầu tiên mà 15 mét cúng ha. Đó chính là cái món kiểm, kiểm chay ha. Và nuôi xào thì hôm nay cũng có lần cúng rồi. Hoa thì hôm nay 15 mét thấy cái phong lan đỏ đẹp quá cho nên là mình mới mua hai bó ha. Mua thì cái này do người ta tại vườn người ta đem ra chợ người ta bán cho nên người ta bán cái giá gốc. Thì tính ra mỗi cành đó là chỉ khoảng 6.000 một cành thôi. Nhưng mà một cành đó là mình có thể chưng được một tuần cho đến là 10 bữa nha. Là tại vì cái này người ta bán là 6 cành, 6 cành mà 30.000 là tính là một cành 5.000 6.000 à. Ở cái phong lan vàng thì cái bông nó lớn lắm nha, cái cành cái cuốn nó to. Nhưng mà giá nó cũng ngang ngửa với cái màu đỏ này. Nhưng mà em đang tìm một cái loại phong lan nó cực hiếm luôn. Nhưng mà chưa có ai bán. Đó chính là cái màu trắng á, cái màu trắng nó hiếm lắm. Cái màu trắng với cái màu tím này nó hiếm lắm. Tại vì cái cúng kiến đồ thì không cho món nghĩ là màu trắng là tuyệt vời nhất. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái màu trắng là như gần như là không ai bán đó, tại vì nó hiếm lắm, nó mau tàn mà nó hồi nãy 15 ở giấy không có món phía sau quá, nghe không rõ là cái cô nào gửi cúng. Hả? Khán giả giấu tên anh. Dạ. Rồi bây giờ 15 mét sẽ xin phép là lau mộ cho chú nha. Sáng nay là chắc mấy chị lau mộ hết rồi đúng không? Rồi thôi giờ mình lau lại đi. Lau có thành tích mà. Ê mình sao mình không lấy khăn mới ra, lấy mấy hộp khăn mới đó. Đúng rồi, để em lấy thêm hộp với ướt nữa. Có ướt chưa? Đó, hết rồi. Bữa nay trên bàn chú là được 4 trái bự rồi đúng không? Nè. Hình như cái trái bự, anh thấy trái bự cuốn cái trái này như mới phải? Đúng rồi, nó mới đó. Đúng rồi, tại vì sáng anh thấy là nó lá nó nhiều lắm mà sao bữa nay anh thấy cái lá ít vậy ta? Bị ngược hả? Bởi rồi. Hôm qua khán giả mang tới một bó hoa đẹp quá ha. Mình để trên đây chứ. Đúng rồi, khán giả ở LA. LA hay Long An? LA. Hai chị em mình vào lau mộ chung thôi cho vui. Vậy là bữa nay anh Ngọc, hai chị có đi lặt rau không? Anh bữa nay anh Ngọc bị mất phần rồi. Bữa nay anh Ngọc bị mất phần lau bàn thờ rồi. Vậy là buồn luôn rồi. Bữa nay là hai chị tới sớm dọn bàn thờ lâu có lần nói hàng ngày mình. Dạ. Còn nó mỗi bữa.
Cái bó hoa mà. Dạ. Tới lượt cho mình bữa nay á, không mấy. Cái này mình có. Tại biết sao tối tôi tới 11 12 giờ mới ngủ lận. Cái sáng á vậy mình nướng nướng. Dạ. Đốt luôn đi chị. Trời ơi cứ đốt thoải mái đi. Mình đốt mấy cái ngày này tốt mà. Để mà chị không dám đốt, chị không biết sao. Dạ. Sắp tới sinh nhật rồi. 9 tháng rồi. Mình nếu mình để vậy là giống như là bữa nay 14 là đúng ngày ổng luôn mà. Không mà là đúng rồi chắc mình phải để dưới chứ, mình để đây là ngay mặt chú. Vậy thì trước rồi đó. Đang ôm nè. Đó. Vậy là ổng 8 tháng rồi. Hơn 8 tháng rồi. Bữa nay đúng là nay ngày 14. Tính theo ngày âm á. Ngày âm đúng không? Ừ. Ngày 14 tháng 2. Còn giờ bây giờ làm nhưng mà năm nay em năm nhường mà. Nhường là dư 9 tháng. 9 tháng. Vậy là 9 tháng chứ? Ừ, 9 tháng. Đúng ngày nay đúng không? Vậy là 9 tháng chứ đâu phải 8 tháng. Ờ 9 tháng. Đúng luôn ngày nay luôn á. Phải bực mình bực bội. Cái gì nữa? Chuyện gì nữa? Chuyện gì? Ok. Chị bực bực bội. Cái gì? Có tem mà đúng. Ê. Gì? Chị ngồi màu đỏ. Sợ màu đỏ là cái màu phong thủy ta mà. Anh vậy là anh không biết rồi. Đỏ là lửa là nóng, nóng mà quýnh á. Em quýnh anh á. À, cái gì á? Trời ơi, khán giả mà ba làm như là có cái trái nhà hay gì. Tôi trời. Đi kêu cho đi xì. Bởi vậy, ông này ông cứ mơ tưởng hảo quyền. Nếu quen là gọi là khách quen. Khán giả quen. Có chừng phỏng thì chạy để em phụ cho. Mình ấy đi đâu có để chu pin rồi đâu mà thấy ai cũng dậm chu pin hết rồi. Ấy á. Thôi đi ông tối ngày đi khiện ngày nay đi khiện ngày kia. Thấy cũng nóng. À, sao mình không dụng về đi. Bông hồng ăn chín bông được 10 bông nó. Trời ngồi đếm này trời. Bông hồng là hơi bị dách rồi. Hả? Thôi em ra em đón đi, em thay anh đi. Cái hộp quẹt này của ai ta? Của chị Bích đúng không? Dạ. Rồi mình đi phía sau đây là được rồi. Mình đi phía sau đây được bình thường mà. À, sáng nay là có khán giả từ Bến Tre lên ha.
Rồi đến đây thì mình làm hết, Bình Dương xin phép khép lại cái video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm hết Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.